Cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp, thắp hương, hóa vàng mã đúng 2 giờ hoàng đạo này, đảm bảo 100% chúng số độc đắc cực giàu. Quý vị thân mến, tục đốt vàng mã hay còn được gọi là hóa vàng mã vào cái mỗi dịp thờ cúng như ngày rằm mùng 1, ngày 23 tháng chạp cũng như là gì, ngày mùng 3 Tết, là cái việc làm quen thuộc của người Việt duy trì từ xa xưa đến nay. Với cái quan niệm là trần sao âm vậy, nên nhiều người sợ nếu mà đốt ít, đốt không đủ cho ông bà thì sẽ bị thiếu thốn. Nhiều người còn coi cái việc đốt nhiều vàng mã là thể hiện cái sự hiếu thảo cầu mong ông bà có cuộc sống sung túc. Đó, cái mâm lễ cúng ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày 23 tháng chạp đấy, cũng là thử để cho gì, để cho các vị tiễn các ông công táo về trời, đồng thời cũng gì mời gia tiên tiền tổ về để hưởng thụ lễ vật. Sau đó để con cháu dùng, vừa để thể hiện cái sự hiếu thảo và cái sự gắn kết giữa ông bà tổ tiên cũng như là các bậc thần linh với con cháu. Không cần phải mông cao cỗ đầy, chỉ cần con cháu về tề tự đông đủ, cùng nhau trò chuyện, chuẩn bị cái mâm cơm cúng bằng cả cái tấm lòng thành kính, yêu thương chính là cái điều đáng quý nhất. Theo tín ngưỡng cổ truyền của người dân Việt Nam thì cái ngày 23 tháng chạp hàng năm ấy là cái ngày ông công ông táo, hay còn gọi là ngày táo quân cưỡi cá chép vàng lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những cái điều mà mình tai nghe mắt thấy ở trần gian, bao gồm cả việc tốt và việc xấu và những cái gì mình chưa làm được. Cái nguồn gốc của ông công táo được xem là xuất phát từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của đạo giáo, được Việt hóa bằng câu chuyện cổ tích là hai ông một bà, cái vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm thì người dân thường làm cái lễ cúng ông công ông táo để cầu mong các vị thần này phù trợ, báo cáo tốt lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, kết thúc một năm cũ và chuẩn bị bước sang cái năm mới được bình an thuận lợi. Sau đây Tuổi Thân sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng chạp, được may mắn bình an cầu gì được nấy, cũng như là cái bài văn khấn để giúp quý vị có được những cái lời thỉnh cầu tốt nhất gửi đến ông bà tổ tiên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta đã biết ý, thần táo quân là cái vị thần quyết định sự may rủi, sự phúc họa của mỗi gia đình. Thì ngoài ra các ngài còn ngăn cản cái sự xâm phạm và giữ bình yên cho cả gia đình. Đấy. Vì vậy cái phong tục thờ cúng táo quân cũng mang cái ý nghĩa cầu mong cái sự ấm no đủ đầy. Đó mới là cái ý nghĩa của việc thờ cúng thần bếp chuyên cai quản việc bếp núc. Ông táo về trời sẽ tô với Ngọc Hoàng những cái việc làm ăn cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Và cá chép chính là cái phương tiện để ông công táo cưỡi bay về trời. Vào ngày này thì sau khi cúng ông công táo thì các gia đình đều thả cá chép với cái ngụ ý là gì, cá chép vượt vũ môn hóa rồng đó. Và trong cái lễ cúng này thì một phần không thể thiếu trong lễ cúng ông công táo đó chính là vàng mã. Đó, vàng mã để giúp các ngài gì đi đường được thuận lợi hanh thông. Đó. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về cái tục cúng vàng mã trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Quý vị thân mến, hóa vàng mã được xem là một trong những cái nghi thức nghi lễ rất được người Việt xem trọng. Theo quan niệm của dân gian, con người tin rằng cũng giống như cái việc đốt hương thì đốt vàng mã cũng sẽ giúp cho cái khói nó bay lên đấy, và đưa theo những cái lời cầu khấn cầu nguyện của mình đến với các vị thần linh, đến với các bậc gia tiên. Thì đồ vàng mã cũng vậy, người ta luôn có một cái niềm tin mãnh liệt cho rằng con người sau khi chết thì cũng không phải là hết, mà cái linh hồn vẫn tồn tại ở một cái thế giới nào đó mà mắt trần chúng ta không nhìn thấy được. Đấy. Vì thế nó xuất hiện cái tư duy là trần sao âm vậy. Nó có nghĩa là con người khi mà còn sống cần gì thì khi chết đi cũng cần theo những cái thứ đó. Vì cái quan niệm này mà cái phong tục đốt tiền, đốt vàng mã nó xuất hiện, với mong muốn là giúp cho những người thân của mình khi đã chết cũng được có cuộc sống ấm no và đủ đầy. Thứ hai là chúng ta cùng xét về cái hóa vàng mã vào ngày nào và giờ nào là tốt nhất. Thưa quý vị, cái việc chọn ngày làm lễ hóa vàng mã nó còn tùy thuộc vào mỗi gia đình. Đúng không? Thông thường thì nếu mà trong ngày Tết ấy, thì chúng ta thường hóa vàng mã vào ngày mùng 3 Tết. Còn ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày 23 tháng chạp
hoặc là ngày tất niên ấy, thì chúng ta sẽ hóa vàng mã vào cái thời điểm, vào cái thời điểm sau khi mà đã dâng hương hết hương, hoặc là gì hết từ 2/3 hương trở đi, thì chúng ta tiến hành một cái nghi lễ gọi là hóa vàng mã để tiến biếu vàng mã cho các cụ, tiến biếu nghi lễ vật cho các cụ. Đặc biệt gia chủ cũng cần phải có lễ tạ gia tiên, chư thần, chư thánh để người âm vì biết được cái lòng thành kính chứng giám của mình. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cách đốt vàng mã đúng nhất, không phạm phải những cái điều đại kỵ. Thưa quý vị, quan niệm của người dân Việt Nam ấy, đấy, thì ngày lễ tiễn ông công ông táo về trời đấy, cũng là gì? Hoặc là gì, cái ngày mà mời ông bà về để làm chứng cũng rất là quan trọng. Trong cái ngày Tết, ngày lễ thần linh gia tiên và tổ tiên ấy, thì ngự trên ban thờ, thế nên đèn hương cũng không bao giờ tắt. Các đồ lễ như là bánh, kẹo, hoa quả cũng đều phải chờ đến ngày này, thì sau ngày này thì mới hạ xuống. Nếu chưa làm lễ xong ấy, thì hạ lễ ắt sẽ phạm phải những điều bất kính đó. Cách đốt vàng mã như thế nào cho đúng là vô cùng quan trọng. Trước tiên gia chủ cần phải hóa tiền vàng đó, tiền vàng trước. Quý vị, trong ngày 23 tháng chạp là ngày cuối năm, thì quý vị cũng có thể hóa những cái đồ thờ của năm cũ, như là vàng mã, nhà ai mà có cái đồ thờ cúng, cái đồ nói chung là có cái vàng, vàng ngũ phương ấy, hoặc là vàng, vàng hoa đỏ đại, vàng ngũ phương, thì quý vị có thể hóa. Cũng như là cái tiền vàng trên ban thờ của năm cũ thì quý vị nên hóa hết đi đó. Nhà nào mà nhập trạch vào năm trước thì cái dịp 23 tháng chạp mà có cái hổ phù thì quý vị cũng nên hóa hết nhá, hóa hết đi, không để làm gì cả. Bên cạnh đó, những ai đang dùng cái kim bài thái tuế này của năm cũ, năm 2023 ấy, thì cái ngày 23 tháng chạp quý vị cũng nên hóa hết nhá, hóa hết để gì, thỉnh cái kim bài mới của năm 2024, nó giáp thìn là ngày Lý Thành Đại Tướng Quân đó. Năm 2023 là ngày Bì Thời đúng không ạ, và 2024 là ngày Lý Thành đó. Đó là những cái vật phẩm mà quý vị cần phải hóa vào ngày 23 tháng chạp đó, hoặc là hóa sau cái lễ cúng ông công ông táo. Thì năm nay có 3 ngày đúng không ạ, ngày 21, 22, 23, đó là 3 ngày cúng ông công ông táo được, thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong văn hóa của người Việt vào ngày Tết ấy, thì người ta đặt hai cây mía hai bên với ngụ ý là gì? Làm cái đòn gánh tiễn các cụ về trời. Cái ngày hóa vàng mã vào ngày 23 tháng chạp cũng như là cái ngày khác ấy, thì gia chủ cũng cần phải chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ rượu thịt như cỗ cúng trong 3 ngày Tết. Trong mâm phải có gà luộc đấy, đầy đủ các món rượu thịt bày biện thật cẩn thận. Tiền vàng cũng là cái thứ chuẩn bị chu đáo để các cụ đủ hành trang lộ phí cho các bậc tiên gia lên đường. Tiếp tục hóa vàng mã ở mỗi cái vùng miền lại khác nhau. Nhiều nơi quan niệm càng dâng nhiều vàng mã thì lại càng được phù hộ. Đấy. Nói chung ấy, theo quan niệm của Tử Thông thì là gì? Tốt lễ thì dễ cầu. Thưa quý vị, tuy nhiên ấy, nói vậy thôi, nhưng mà cái thờ cúng thì nó cũng phải có thứ tự trên dưới. Đó. Và trong ban thờ thì quý vị cũng cần phải để ý những thứ sau. Đấy. Và không nên đặt trên ban thờ. Thì đầu tiên ấy là sau cái lễ cúng ông táo thì quý vị cũng không nên đặt giấy tiền vàng mã trên ban thờ. Đấy. Giấy tiền vàng mã thì chỉ có thể dâng cúng chứ không nên để quá lâu trên ban thờ. Khi cúng xong cần phải đem hóa ngay lập tức thì ông bà mới nhận được. Không nên để chúng lại ở trên ban thờ lâu, kẻo mất thiêng. Và khi nó đi thì cũng không được hanh thông và không được vì tới tay người nhận, khiến cho con đường tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ cũng sẽ bị cản trở. Thứ hai là đồ giả. Thưa quý vị, trên ban thờ mà quý vị đặt đồ giả ấy, thì theo quan niệm của người xưa ấy, bày đồ giả, hoa giả, quả giả, tiền vàng, mã giả lên đồ thờ thì sẽ mang tội bất kính với ông bà, với tổ tiên. Cái việc bày đồ giả lên trên ban thờ, đặc biệt là hoa quả giả và hoa quả giả ấy, là thể hiện cái tấm lòng, cái thái độ bất kính, không thành tâm, hời hợt vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu và ít phải lau dọn. Những đồ dâng lên ban thờ đều phải là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban cho cái may mắn, phúc lộc cho con cháu được. Do đó, quý vị đừng quá tiết kiệm mà dùng cái đồ giả, vì người đồ giả cho người đã khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình.
Cái việc này sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đồ ít cũng được, quý vị cứ làm một ít hoa quả trong ngày rằm ngày mùng 1, làm một đĩa hoa quả nhỏ. Nếu mà ít tiền thì làm hoa quả nhỏ, đôi vài chục nghìn chắc là cũng không khó đúng không ạ? Thì quý vị hãy đặt đồ thật lên để được các cụ phù hộ, độ trì. Trên bàn thờ quý vị cũng không nên đặt chân hương vòng cắm vào trong bát hương ấy. Nói chung cái chân hương vòng mà cắm trực tiếp vào cái bát hương là cái điều hung không hay đó. Bởi từ trước đến nay ấy, chỉ có nơi thờ tự như là đình đền miếu phủ chùa chiền thì người ta mới cắm cái que sắt vào trong bát hương để thắp hương vòng. Khi mà quý vị muốn thắp hương vòng ở trên bàn thờ gia tiên thì quý vị nên dùng một cái đĩa riêng. Đấy, đĩa riêng, cái lưu riêng để đặt cái hương vòng ở đó. Khi cắm trực tiếp cái que cắm hương vòng vào trong bát hương ấy, thì đó là cái điều không tốt. Đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, đến tài lộc của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì quý vị có thể là gì? Nghe theo tử thông có thể là làm một cái đĩa đốt bên ngoài. Kinh nghiệm thứ tư là quý vị cũng không nên dùng cát bỏ vào trong bát hương. Quý vị thân mến, bát hương chỉ được phép dùng cho chứ không ai lấy cát để thay thế. Cái hành động này nó sẽ khiến cho gia đình bị tổ tiên trách phạt mà gặp nhiều cái điều khó khăn. Gia đình thì lục đục, sức khỏe thì suy yếu. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ tro nếp hay là rơm tẻ đã qua sàng lọc và loại bỏ những cái tạp chất đi. Đó. Như vậy thì bát hương mới được linh ứng. Và trong cái bát hương muốn linh ứng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thất bảo đúng không ạ? Thất bảo sẽ lưu giữ cái lời nguyện cầu, lưu giữ cái hương linh, chân linh của tổ tiên được lâu hơn, của thần Phật được lâu hơn và giúp cho các ngài sẽ phù trợ gia đình được hạnh phúc, tài lộc được như ý. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9419 để thỉnh cái gói có thất bảo nhé. Bên cạnh đó thì một số loài hoa quý vị cũng không nên dùng đúng không ạ? Một số loại hoa tươi không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên cũng không phải muốn đặt hoa gì lên nó cũng được. Đấy, đặc biệt là các loại hoa sau đây. Thứ nhất là hoa ly. Đúng. Hoa ly thì tuy rực rỡ, thơm ngát nhưng người ta vẫn kiêng dùng trong việc thờ cúng vì sợ cái sự ly tán trên ly. Thứ ba là hoa đại. Theo dân gian ấy, thì hình dáng hoa đại rất giống cái bộ phận nhạy cảm của phụ nữ nên là cũng tuyệt đối không sử dụng. Hơn nữa cái hoa này nó cũng là nơi trú ngụ của nhiều cái vong hồn ngã quỷ, rất nguy hiểm, không nên mang vào nhà. Thứ ba là cúc vận thọ. Cái loài hoa này nhìn thì tươi tắn, đẹp đẽ nhưng lại không được phép đặt trên bàn thờ vì nó có mùi khó chịu, khiến người trên không vui. Thứ tư là hoa dâm bụt. Tuy có màu đỏ đẹp nhưng mà có từ dâm đằng trước nên người ta cũng kiêng kỵ. Cái hoa phong lan cũng không nên đặt trên bàn thờ. Đấy, vì nó giống như chữ phong, gần như chữ phong tình và phóng túng nên là gì, người ta cũng kiêng kỵ tuyệt đối không đặt trên bàn thờ. Đó. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái khung giờ tốt để hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng chạp cũng như là ngày cúng ông công táo 21 và 22. Vậy thì trong 3 ngày 21, 22, 23 nếu quý vị chọn ngày nào cúng ông công táo thì sẽ chọn được ra những khung giờ tốt để cho quý vị thực hiện công việc là hóa vàng mã. Thì để lựa chọn việc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra những cái ngày tốt, đúng không? Ngày tốt. Và quý vị mở trang 127 để chúng ta chọn ra những giờ tốt để tiến hành công việc cúng ông công ông táo cũng như là gì, hóa vàng mã để cho công việc nó được hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý, vạn sự cát tường. Thì cái ngày đầu tiên đấy chúng ta xếp đó là ngày 21 tháng 12 âm lịch, tức là ngày 21 tháng chạp ấy. Nếu mà quý vị tiến hành cái nghi lễ cúng ông công ông táo vào ngày 21 tháng chạp thì quý vị có thể chọn cái giờ hóa vàng mã vào những giờ sau: từ 11 giờ đến 13 giờ, 13 đến 15 giờ, 15 đến 17 giờ, 17 đến 19 giờ là giờ Dậu đấy, đúng không ạ? Thì trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 19 giờ, trước 19 giờ ngày 21 tháng chạp thì quý vị có thể tiến hành công việc thắp hương và hóa vàng mã thì đều được hanh thông thuận lợi. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái ngày 22 tháng chạp. Thì ngày 22 tháng chạp đó là ngày Ất Mùi, đúng không ạ? Thì ngày này thì quý vị có thể hóa vàng mã từ các khung giờ sau này: thắp hương và hóa vàng mã vào cái lúc 9 giờ đến 11 giờ, 11 giờ đến 13 giờ là giờ Ngọ đúng không ạ, 13 giờ đến 15 giờ là giờ Mùi và 15 đến 17 giờ là giờ Thân. Đó. Thì cái công việc thắp hương và hóa vàng mã thì khi mà hương nó cháy hết 2/3 thì quý vị có thể tiến hành hóa vàng mã nhé.
Quý vị cứ theo dõi trên màn hình nhé. Tử Thông đã để tất cả những cái giờ tốt của từng ngày trên này để quý vị gì có thể nắm được chi tiết về những ngày tốt thắp hương cũng ưu công táo để thuận lợi may mắn và hành thương. Tiếp theo là ngày 23 tháng chạp, thì trong ngày 23 tháng chạp quý vị lưu ý này. Ngày 23 tháng chạp thì đúng vào giờ ngọ, đúng chính ngọ đấy, tức là 12 giờ. 12 giờ trưa thì ông công ông táo sẽ bay về trời. Vậy nên ấy, cái ngày 23 tháng chạp thì chúng ta sẽ có hai khung giờ tốt. Đó là 7 giờ đến 9 giờ là giờ Thìn và 9 giờ đến 11 giờ. Đó là giờ Tỵ. Thì đây là hai khung giờ tốt, còn cái giờ ngọ nó không phải là giờ tốt nhá. Giờ ngọ trong ngày 23 tháng chạp không phải là giờ tốt. Quý vị có thể cúng hoặc là hóa vàng mã từ 7 giờ đến 9 giờ và 9 giờ đến 11 giờ. Để cho các cụ được chuẩn bị, nó được gì thuận lợi và may mắn hơn. Đó là cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày 23 tháng chạp. Đó. Và sau đây thì Tử Thông cũng chia sẻ một chút về cái lễ vật cúng táo quân. Cái lễ vật cúng táo quân ấy, thì trong ngày 23 tháng chạp quý vị có thể sử dụng cái quyển văn khấn thần thư, đúng không ạ? Văn khấn thần thư. Để chúng ta gì chọn ra những cái lễ vật, thì trong này có tất cả những cái lễ vật cũng như là các bài văn khấn. Chúng ta có 77 bài văn khấn nhé, 77 bài văn khấn để chúng ta tiến hành công việc mọi cái nghi lễ trong năm. Thưa quý vị, cái ngày 23 tháng chạp là một ngày cực kỳ quan trọng. Đó là ngày tiễn ông công táo về trời. Sau cái lễ 23 tháng chạp thì người ta cũng thường tiến hành một nghi lễ, đó là gì? Bốc bắt hương, tỉa chân nhang, hoặc là gì? Lau dọn ban thờ để cho ban thờ được thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà ban thờ không phải lau bằng nước nào cũng được. Vậy nên quý vị cũng cần phải sử dụng một cái lọ nước lau dọn ban thờ chuyên dụng là nước lau dọn ban thờ Nhất Tâm Hương. Cái nước lau dọn ban thờ Nhất Tâm Hương là một trong các loại nước mà chuyên dụng để bao sái và lau dọn ban thờ cuối năm, cũng như là vào các dịp ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp. Cái thành phần của nó bao gồm có quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, gỗ bạch đàn, bồ hoàn, xả, chanh. Nó có tác dụng làm sạch cái bụi bẩn trên đồ thờ cúng, đúng không? Và làm sạch cái bụi bẩn trên bát hương, đinh hương. Nó tẩy rửa các vết bẩn, vết ố trên cái bề mặt của bàn thờ, cũng như làm sạch sẽ cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa cái nấm mốc, ngăn ngừa cái vi khuẩn và đuổi côn trùng ruồi muỗi ra khỏi cái không gian thờ cúng, giúp cho bàn thờ cúng nó được trở nên là vượng khí hơn, được hay là linh thiêng hơn. Và mỗi cái chanh Nhất Tâm Hương ấy, thì cũng đều được gửi tặng cho quý vị và các bạn một cái khăn sạch đi kèm, để quý vị có thể là gì về có thể lau dọn luôn mà không phải đi mua cái khăn mới. Đó, cái khăn lau dọn ban thờ quý vị nên là gì mua khăn mới nhé, không nên lau bằng cái khăn cũ. Đó, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chanh Nhất Tâm Hương về lau dọn ban thờ và gì tiến hành công việc bốc lại bát hương trong cái dịp cuối năm để cho mọi việc được thuận lợi và anh thông. Đó, thì bên cạnh cái lau dọn ban thờ thì chúng ta tiến hành một công việc tỉa chân nhang. Thì khi mà tỉa chân nhang thì quý vị cũng lưu ý là nên giữ lại 3 hoặc là 5 chân nhang. Thường người ta sẽ giữ lại 5 chân nhang là tốt nhất. Còn không thì quý vị có thể giữ lại 7 hoặc 9 chân nhang. Mỗi một bát nhé, mỗi một bát thì nên giữ lại 5 chân nhang là tốt nhất. Tiếp theo trong lễ cúng ông công táo ấy, thì sau khi cúng ông công táo chúng ta cũng tiến hành một cái nghi lễ gọi là bốc lại bát hương. Thì đây cũng là cái gì mà quý vị kiểm tra xem trong cái bát hương nhà mình có cốt thất bảo hay chưa. Nếu mà chưa có cốt thì quý vị hãy sử dụng cái cốt thất bảo để quý vị nạp vào trong bát hương. Đấy. Cốt thất bảo nó bao gồm 7 bảo vật của nhân gian. Nó bao gồm vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, phỉ thúy. Đó. Bên cạnh đó nó có thêm cái chỉ ngũ sắc và quý vị có thể sử dụng một cái gói gạo bạc thần tài. Để gì? Để điều hòa cái ngũ hành trong bát hương. Giúp cho bát hương nó được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Thêm nữa trong cái quá trình bốc bát hương thì quý vị cũng chuẩn bị cái ngũ vị hương, chuẩn bị ngũ vị hương và chuẩn bị cái cho bếp để chúng ta tiến hành cái công việc bốc lại bát hương cuối năm cho được thuận lợi và may mắn. Thì để tìm hiểu thêm và chọn được những cái ngày tốt, giờ tốt để bốc bát hương theo tuổi của gia chủ ấy, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để được gì tư vấn về những cái ngày tốt, giờ tốt để bốc bát hương theo tuổi của gia chủ hoàn toàn miễn phí. Đó. Thì quý vị nhớ nhé, trong bát hương thì luôn phải có cốt thất bảo. Khi mà có cốt thì nó mới lưu giữ được linh khí của gia tiên, lưu giữ được lời nguyện cầu và giúp cho bàn thờ được linh ứng hơn. Đó. Quý vị thân mến,
Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những lễ vật để cúng táo quân trong cái ngày 23 tháng Chạp. Thì quý vị mở trang số 9 nhé, mở trang số 9. Lễ vật cúng táo quân gồm có như sau: hương thơm này, hoa tươi này, chầu cau ba lá, đĩa ngũ quả, một bao thuốc lá, một gói chè, một chén rượu, chén chả khô, chén nước, đấy, chén gạo và chén muối. Quý vị có thể bày biện là mứt bánh kẹo ngày Tết lên để cho nó được đẹp và được trang trọng, cũng như là để mời các ngài thưởng thức, đúng không ạ? Thêm nữa là quý vị có thể chuẩn bị một cái đĩa xôi và một con gà luộc, đấy, một mâm cơm canh có đủ ba loại thịt. Bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cá chép sống ba con, đấy, có thể là nhiều hơn thì càng tốt. Về vàng mã thì quý vị chuẩn bị cái bộ quần áo ông táo, ba tinh đinh tiền lễ, một cây vàng hoa đỏ đại, một cái vàng ngũ phương. Sau ngày lễ thì hóa hết cái vàng mã trên bàn thờ, sau đó chuẩn bị cái mâm cỗ vàng mã để gì, để cúng lễ tạ thần cuối năm đó. Và Tử Thông cũng chia sẻ luôn cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn để tạ táo cuối năm. Bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Con kính lạy các ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia gia tiên, chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy hội đồng gia tiên họ. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm 2023, năm Quý Mão. Gia chủ chúng con sinh năm cùng các thành viên trong gia đình, chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo về chầu trời. Gia đình chúng con thành tâm sửa vợ phẩm vật, nghi lễ trình cáo với hội đồng táo quân cùng các vị tôn thần. Gia đình chúng con nhờ công đức của các ngài che chở, chăm lo cho việc bếp núc, giữ cho gia trạch bình an, bốn mùa không hạn ách tay bay, trong ấm ngoài êm, toàn gia mạnh khỏe. Ân đức này gia đình chúng con xin cúi tạ cảm ơn. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, các ngài về báo cáo với thiên đình, gia đình chúng con có sắm sửa lễ tạ ơn, mong báo đáp ân thân, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin các chư vị táo quân nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức, chứng giám lòng thành gia đình chúng con. Kính mong các vị tôn thần, ngài Đương Niên Thái Tuế, chư đức tôn thần, ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương cùng các vị tôn thần phù hộ cho gia đình chúng con được an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, tăng tiến tài lộc, công thành danh toại, gia đạo hưng vượng, tám tiết được bình an. Xin các ngài về trời ban phước ban lộc, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con đường đi nước bước, để năm sau chúng con có được cái sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, an khang thịnh vượng, tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con cũng thỉnh hội đồng gia tiên, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chiêm ngưỡng tôn thần, chứng giám cho lòng thành, tiếp dẫn lễ vật của gia đình chúng con đến với chư vị tôn thần, cúi xin phù hộ. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin soi tận, gia đình chúng con cúi lại tạ ơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn cúng ông Công ông Táo đó. Thưa quý vị, cái nghi lễ cúng táo quân thì nó thường được diễn ra trước 12 giờ, tức là trước giờ ngọ ngày 23 tháng Chạp vậy. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm đến cái việc này. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái nghi lễ thờ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.